mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới nằm ngay mặt tiền con đường nhựa rộng 6m. Con đường nhựa này Biển Xanh đang chạy, nó kết nối thông hai đầu giữa tỉnh lộ 9 và tỉnh lộ DT823. Đường này thì xe tải là chạy vi vu quý anh chị nhé. Với cái vị trí bất động sản ngày hôm nay là một vị trí cực kỳ là đẹp, đã được chủ đất san lấp cao ráo bằng với mặt đường, xây ranh gạch rất là rõ ràng. Từ bên ranh gạch này mình đo sang bên tay trái là 7m7 và dài xuống phía sau là 68. Nó dài chạy qua cái dãy phòng trọ phía sau luôn quý anh chị nhé. Tổng diện tích trên sổ là 528,4m2. Đất đã lên thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn. Nằm ngay mặt tiền đường nhựa rộng 6m và lô này có hướng đông. Chúng ta chạy khoảng 400m nữa thì sẽ ra ngay đường tỉnh lộ DT823. Ngay đầu đường tỉnh lộ 823 thì có rất là nhiều các cái tiện ích. Và ở đây thì phòng trọ xây rất là nhiều. Do là ở đây cái vị trí bất động sản này cách với khu công nghiệp Thái Hòa, khu công nghiệp Ánh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3 chỉ khoảng là 2km thôi quý anh chị nhé. Cho nên là ở đây xây phòng trọ là đúng bài luôn. Và cái lô này ngang 7m7, dài 68. Quý anh chị mình có thể xây được khoảng là hơn 20 phòng. Mình có thể chừa ra là khoảng 1m7 làm đường đi, còn lại mình xây 5m. Xây được khoảng hơn 20 phòng đó quý anh chị nhé. Với cái diện tích này là mình có thể xây phòng trọ cao cấp luôn rồi, chứ không có phải xây cái dạng là cấp 4 sập xệ. Ngang 7m7, dài 68, quý anh chị thiết kế xây phòng trọ rất là đẹp. Hoặc là chúng ta có thể làm nhà vườn, biệt thự nghỉ dưỡng, cũng như là làm kho nhà xưởng nhỏ. Hoặc những quý cô chú anh chị nào có thể mua để dành thì đây là một vị trí khá là phù hợp, bởi vì đã được chủ đất xây ranh gạch, đóng cọc, đóng trụ, cũng như là san lấp cao ráo bằng với mặt đường rồi. Mình thấy cái giá tiền nó phù hợp với cái quỹ tài chính mình đang có thì cứ mua bỏ đó, bởi vì mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời quý anh chị nhé. Cái vị trí bất động sản ngày hôm nay được xây ranh gạch rất là rõ ràng, san lấp đẹp đẽ rồi quý anh chị, mình không cần làm gì nữa. Mua đi công chứng, sang tên, đăng bộ theo quy định của nhà nước, mang sổ về cất, chờ ngày bất động sản tăng giá mà thôi. Bất động sản là nó bất động, không thể di rời được, những cái vị trí không thể di rời được. Do đó chúng ta chọn tìm mua những cái vị trí đẹp gần khu trung tâm thì sau này cái sự tăng giá có giá trị rất là cao. Với cái vị trí ngày hôm nay thì nó rất là gần với khu trung tâm hành chính của ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ quý anh chị nhé. Con đường này là con đường chạy thông nhiều hướng và giá của lô đất ngày hôm nay chỉ có 3 tỷ 100 triệu đồng, bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên, thổ cư 100% quý anh chị nhé. Pháp lý minh bạch rõ ràng, quý anh chị nào đang quan tâm đến vị trí ngày hôm nay thì hãy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ chạy từ lô đất đi ra phía ngoài tỉnh lộ DT823 để quý anh chị mình có thể quan sát, theo dõi quý anh chị nhé. Ở đây thì nhà cửa dân sinh đã mọc kín hết rồi, dân cư đông đúc. Một cụm đất vàng, vị trí vàng để chúng ta có thể sở hữu. Tọa lạc ngay tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chạy thẳng về phía trước, chúng ta sẽ gặp đường tỉnh lộ DT823. Tỉnh lộ DT823 thì nó lại kết nối giữa Củ Chi, Tây Ninh hướng đi về miền Tây. Ở đây đa phần người ta kinh doanh phòng trọ cho thuê rất là nhiều, bởi vì gần khu công nghiệp quý anh chị nhé. Và những cái bất động sản mà gần khu công nghiệp, gần khu trung tâm hành chính thì cái sự tăng giá vượt bậc cũng rất là nhanh. Đặc biệt lô đất ngày hôm nay nó khá là lớn quý anh chị nhé. Những cái vị trí lớn mà thổ cư hết rồi giờ khá là hiếm. Ngang 7m7 và dài là 68. Chúng ta có thể tính toán làm được rất là nhiều công việc như là xây phòng trọ, nhà vườn cũng như là đầu tư thì đều rất là tuyệt vời.
Kính chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video clip mới nhất cũng như nhiều sản phẩm giá rẻ mà Biển Xanh cập nhật mỗi ngày quý anh chị nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.